M34 này. Ok chưa? Con này rất là đẹp, sang vô cùng luôn. Các chị không biết đâu, em chỉ có 9 con duy nhất thôi. Còn đúng 9 con duy nhất cho các chị, đẹp vô vàn luôn. Rồi, cái màu nó cũng đẹp nhá. 34 cho Thiên Vương, 34 cho Trần Putin. Ui đẹp lắm các chị gái ạ. Đây này, em cho các chị xem này, cái mẫu 34 gộp đơn cho chị Đức Quỳnh. Các chị cứ lên đồng hồ em đeo thôi, bây giờ không có mã mấy đâu ạ. Nếu còn ngày mai nhân viên thì em sẽ chốt đơn. Đẹp lắm, ở ngoài ngắm nó phải sang, nó phải sang luôn. Em không nghĩ là em sẽ còn cái mã này đâu, hàng mới về hôm nay luôn. M34 kèm số điện thoại cho em, chị nào chưa mua được hàng nhà em hãy mua lấy cái con này cho em mà dùng. 34 cho chị Phận Đời, em chúc mừng chị luôn nhá. Dây của nó này, VIP dã man luôn, thật sự luôn. Em chưa bao giờ mà thấy cái nào mà nó, cái này nó đúng như là cái bọc tivi luôn. À, Lê thì em ok, M34, Thu Hằng, Võ Nguyên dồn ok. Này các chị gái nhìn cái dây của nó này, đẳng cấp chưa? Đẳng cấp chưa? Cái màu này em cũng không tả được màu gì đâu các chị gái ạ. Màu 34 cho Nguyễn Trang, 34 cho Bảo Bảo. Ui con này đẹp lắm các chị gái nhìn này, mọi người này 299.000 thì nó là còn bao nữa. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Cái khóa móc khóa của nó này, 34 ok, hai chị đều có rồi nhá. Móc khóa của nó này đều có chữ CK. Thúy Ngư 10, 34 dồn đơn. Các chị chốt chắc cho em nhá. Dư Khánh Linh mã 34. Ok tình yêu ạ, quá đẹp luôn các chị gái nhá, quá phê luôn. 34 còn 2 con nữa. 34 em còn 2 con nữa nhá, các chị yêu nhanh tay cho em. Thôi con này mày để lại cho chị một con, chị dùng đi cho nó khác người một chút. Tư còn một con nữa. Như này mà không bảo hàng xịn nữa thì như nào mới là hàng xịn đúng không? Con này mà không nói là hàng xịn thì không biết con nào là hàng xịn luôn các chị yêu ạ. Mọi người chụp lại mẫu đi. Rồi nhanh tay cho em mã M34 được chưa ạ? Bảo Bảo có đơn nhá, còn tình yêu nữa không? 34 cho chị Châu Lê. Chị Châu Lê ơi, một suy nghĩ quyết định đúng đắn luôn cho các chị yêu. Được chưa ạ? M34 nhanh tay kèm số điện thoại cho em ok các chị gái này. Bảo Bảo có đơn rồi nhá chị nhá. Ok em qua mẫu này. Rồi nhanh tay. Em qua mẫu luôn, nhanh tay nhanh chân giúp em nhá các tình yêu nhá. 34 em cho chị gái Nguyễn Hoa. Còn tất cả những cái mẫu nào anh mang đây anh nói hộ em một tí. Rồi nhanh tay cho em các chị yêu ơi, cuối like em xin 34 cho giặt giấy cánh mi ok hết hàng nhá. Thôi chốt thế thôi. Bảo Bảo ok tình yêu. Lăn nách á. Đưa đây lăn khử mùi của Mỹ mang đây em thanh lý luôn được. Rồi nhanh tay mã M35 cho em lên cho các chị một mã nước hoa bán tặng nhá. Mã này các chị gái lên đơn cho em mã M35, em còn đúng một chục chai thôi, tặng cho một chục chị. Con này em bán ra là 385.000, còn 10 chai em thanh lý cho chúng mình 99.000. Được chưa ạ? 99k kèm số điện thoại cho em các chị ơi. Được chưa cả nhà? Con này các chị mua 99.000 về ngắm cũng rất là đẹp rồi. Ok chưa ạ? 99k các chị gái nhanh tay, có đúng 10 chai thôi. 10 chai dành cho 10 chị cho em được chưa ạ? 10 chai quần em mặc không có chị ơi, quần em mặc là hôm nay em về nhà em đi lễ em xin của em gái em đấy. 35 cho chị Phương Tiện dồn đơn này 99k. Trần Putin 35 em ơi. Ok. Trần Putin 35. Nào nhanh tay cho em còn đúng 10 chai thôi. Cái này là nước hoa body nhá, 35 cho chị Tự Sứa Thu Sương Nguyễn Thị. 35 cho em ạ. 35 cho chị Trần Putin có rồi chị nha. 35 các chị gái comment cho em là M35 kèm số điện thoại cho em. Cho chị Linh Lê M35. Okay. Nhanh tay nha các chị nhá. Lấy cái thùng này hết rồi này, thùng này hết rồi này. Để mai mà gói lấy cái này ra chị này. M35 cho chị Thủy Tây. Ok. Ok, M35 cho chị gái Bình Như, cho chị Dung Nguyễn. Dung Nguyễn cho chị Nguyễn Hậu, cái này có mười mấy cái 12. Rồi nhanh tay 35 thì đây có đơn 99k này. M35 đi chị ơi, hạnh phúc giảm đơn M35. M35 cho Thúy Hằng Võ Nguyên ok. Rồi nhanh tay cho em. M35 cho Đức Mạnh ok. Nhanh tay nhanh chân nhá, còn bao nhiêu?